Ba là 50-50. Ao. Trời ơi, sẽ lắc. Sẽ lắc. Nguyên gốc. Đêm hôn luôn bật. Đừng chạy thế, cháu ơi, đứng một chỗ. Thank you.
Đối với anh đó. Dạ ta đúng rồi. Đúng. Đó.
giữa luôn lập ga nó bánh đường chéo hay hên đó rồi ga mấy bữa nay nắng nó bị rút lại bây giờ mình dưới cùng
bị dập bẻ rồi. Nè, cá dập bẻ rồi. Đó. Cá căng cơ rồi. Ừ. Tính ra anh còn bẻ nó ra đây. Dập bẻ rồi. Giờ đâu nó đi nó còn. Còn ngồi dập bẻ đó đi tao nhắc cái gì nữa. Ngon đâu bình thường ngon. Đi qua. Đó, không, đầu vào cho thật tự nhiên. Có đá không? Chồm đá rồi. Giật lên đùi rồi. Đâu có không đâu? Bé hả? Hết tin tụ quá, không có đánh được. Rồi. Ông giật bây giờ lên cái đùi này nè. Lấy nước đá cô ơi, lấy đá. Thả con mèo ra. Bắt mèo. Rồi cái thốt đi, nghỉ không bây giờ bỏ cuộc rồi không không đúng rồi tại số này là 62 là đúng rồi hỏi trong tài đúng không thôi xin thưa bắt tay đi thả lỏng quá đừng có giật cái người giật thôi nó giật luôn á. Đây mèo của chú Hoài ra bắt bắt chuột đây coi. Đây thấy nằm giữa sân người nhồi. Còn ta chủ đủ đánh tiếp tục bắt tay rồi
Rồi, anh thắng. Rồi anh dính. Anh Liêm ơi, mà theo luật quốc tế này, thời gian nghỉ là 3 phút. Vâng. Bây giờ nếu mà 3 phút cộng cho 58, 30, 52, 54 tuổi thì nhân cho 3 là 42, 3 mà 3 là...